chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel. Mình là Ngọc Vy. Trở lại với chuyên mục câu chuyện công nghệ thì lần này nhân vật chính trong video của chúng ta sẽ là CEO của Xiaomi, Lei Chun, người được mệnh danh là Steve Jobs của Trung Quốc, người đã thách thức Samsung ngay tại thị trường Trung Quốc và là người đã tự tin tuyên bố rằng mục tiêu lớn nhất của ông ấy là tạo ra một tập đoàn smartphone đủ tiềm lực để đánh bại Apple. Liệu vị CEO này có năng lực như thế nào lại dám tuyên bố như vậy? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Lei Chun sinh vào ngày 16 tháng 12 năm 1969 ở Tiên Đào, Hồ Bắc, Trung Quốc. Là Tiên Đào, không phải là Đào Tiên. Vào năm 1987 thì ông tốt nghiệp trường trung học Miên Dương. Và đến năm 1991 thì đỗ cử nhân khoa học máy tính ở Đại học Vũ Hán, một trong những trường đầu tiên ở Trung Quốc đào tạo ngành kỹ sư máy tính. Ngay sau khi tốt nghiệp thì ở tuổi thanh niên phơi phới ấy, công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của ông ấy. Đến năm 1992 thì ông ấy bắt đầu làm việc tại Kingsoft, một công ty phần mềm chuyên đưa ra các giải pháp tăng năng suất tương tự như là Microsoft. Thời điểm đó thì Lei Chun chỉ là một gã làm công bình thường như bao người mà thôi. Nhưng mà vài năm sau đó, gã làm công ngày nào đã trở thành CEO và là chủ tịch kể từ năm 1998. Năm 2000 thì Lei Chun còn đồng sáng lập thêm một công ty bán lẻ online mà 4 năm sau đó thì ông ấy đã bán nó lại cho Amazon với mức giá là 75 triệu đô la Mỹ. Và công ty đó thì giờ đây chính là Amazon Trung Quốc. Với thương vụ không nhỏ này thì tên tuổi của Lei Chun đã chính thức bước ra khỏi Trung Quốc và được phương Tây biết đến. Năm 2007, sau vài lần thất bại, Kingsoft đã thành công có mặt trên sàn chứng khoán của Hồng Kông. Và đồng thời thì cũng trong năm nay, Lei Chun đã bất ngờ xin từ chức CEO và chủ tịch của công ty với lý do ngắn gọn là vì kiệt sức, nói chung là lý do sức khỏe đấy. Và cái lý do này thì cực kỳ củ chuối luôn, bởi vì ngay sau đó thì ông ấy đã có hàng loạt những động thái còn rầm rộ và hẳn là tốn sức hơn nữa. Cụ thể là ông ấy đã đầu tư vào công ty điện tử vancl.com này, Lacala, một công ty video trực tuyến và truyền thông xã hội nữa, và cả công ty UCWeb. Đấy, nói là có vấn đề sức khỏe mà nghĩ xong còn làm gấp mấy lần, chắc là mệt. À thôi bỏ đi, trở lại câu chuyện của chúng ta. Thì đến năm 2008, Lei Chun đã trở thành CEO của UCWeb, làm như là đi đến đâu là làm CEO đến đó vậy. Còn các công ty mà ông đã đầu tư trước đó thì bèo bèo cũng có giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. Và từ thời điểm đó thì người ta đã thấy được rằng Lei Chun là một nhà đầu tư vàng, giống như là đầu tư đến đâu là có lợi nhuận đến ấy. Và thông tin đến một số bạn chưa biết thì UCWeb ở thời điểm hiện tại đang là trình duyệt web di động lớn nhất tại Trung Quốc. Mặc dù là lúc này rất là thành công rồi nhưng mà Lei Chun vẫn cảm thấy chưa đủ, cho nên là ông ấy đã tập hợp một nhóm người. Và trong nhóm người đó thì có Lin Bin, cựu giám đốc điều hành của Google tại Trung Quốc. Và sau một thời gian dài trằn trọc thì đến ngày 6 tháng 4 năm 2010, Lei Chun chính thức thành lập Xiaomi. Và ngay từ thời điểm đó thì Xiaomi đã xác định các lĩnh vực của mình không chỉ có smartphone mà còn có ứng dụng di động này và các thiết bị điện tử tiêu dùng. Cho nên là không có gì khó hiểu khi mà ở hiện tại Xiaomi bán cả nồi cơm điện này, máy lọc không khí này, máy lọc nước này, quá nhiều. Năm 2011 thì Xiaomi ra mắt chiếc smartphone đầu tiên của mình với niềm tự hào mượn hơn cả iPhone với mức giá rẻ hơn. Và hạt gạo nhỏ Xiaomi, Xiaomi trong tiếng Trung có nghĩa là hạt gạo nhỏ, đã trong một thời gian ngắn vươn lên giành lấy thị phần từ trong tay của Apple và Samsung. Vỏn vẹn chỉ trong vòng 5 năm đến năm 2015 vừa rồi thì Xiaomi đã trở thành startup công nghệ tư nhân có giá trị lớn nhất trên thế giới. Và cho đến tháng 7 năm rồi thì Xiaomi là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 3 trên thế giới và là nhà sản xuất thiết bị đeo lớn thứ 2 trên thế giới. Phải nói là quá kinh, chỉ trong vòng có mấy năm mà có thể tạo dựng được cái đế chế như vậy. Và Lei Chun đã ghi tên mình vào danh sách những người giàu nhất trên thế giới, những CEO tài giỏi, thậm chí được ưu ái gọi là Steve Jobs của Trung Quốc. Nhưng mà không chỉ bởi thành công thôi, nếu mà thành công thôi thì còn rất là nhiều người để so sánh. Người ta nói ông giống Steve Jobs còn bởi phong cách của máy nữa. Không biết là vô tình hay là cố ý, ngẫu nhiên, mà trong những buổi giới thiệu sản phẩm mới của Xiaomi, nếu mà theo dõi hoặc là ngay bây giờ các bạn có thể theo dõi ngay trên màn hình, có rất nhiều điểm tương đồng. Đầu tiên, Lei Chun hay xuất hiện với áo phông đen và quần bò. Và điều này gần như là thương hiệu của Steve Jobs, chỉ có điều hơi khác về cái thiết kế cổ áo thôi. Tiếp đến thì trong bài thuyết trình của mình, Lei Chun sẽ say sưa một thôi một hồi cho đến khi đám đông bắt đầu chuồn xuống và cho rằng chương trình kết thúc, thì bất ngờ một hàng chữ trắng sẽ xuất hiện trên màn hình. One more thing, vẫn còn một điều nữa. Và cái điều này thì Steve Jobs đã làm rất nhiều lần trong những buổi ra mắt sản phẩm của táo khuyết, khiến cho fan táo phải vỡ òa vì bất ngờ và khiến cho những buổi giới thiệu sản phẩm của Steve Jobs trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Bản thân mình thì khi mà tìm hiểu về ông ấy và xem cái cách thuyết trình của máy thì cũng khá bất ngờ, quả thật là rất giống với Steve Jobs. Tuy nhiên thì về cá nhân, Lei Chun lại cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà bị so sánh với Steve Jobs và ông cho rằng đừng ai gọi ông như thế nữa. Bởi vì Steve Jobs chỉ là một nguồn cảm hứng lớn, còn mô hình kinh doanh của Xiaomi và Apple thì không giống nhau và họ không giống nhau. Nhưng mà nghe đến đây thì các bạn đừng vội cho rằng vị CEO này quá ngông nghênh đi. So sánh với huyền thoại là một vinh dự rồi.
Bởi vì tại một cái sự kiện của Xiaomi thì Lee Jun cũng đã từng tuyên bố rằng: "Tôi đã nhiều lần nói rằng nếu tôi được gọi là Steve Jobs của Trung Quốc khi ở độ tuổi 20, hẳn là tôi sẽ rất lấy làm vinh dự. Tuy nhiên thì khi ở độ tuổi 40, tôi không muốn bị coi là một người thứ hai nào đó." Đó là cách nhìn của giới công nghệ đối với lại Lee Jun. Còn trong con mắt của những người đồng nghiệp làm việc với ông thì Lee là một con người tham công tiếc việc. Ông luôn dành đến 100 giờ để làm việc mỗi tuần, khá là nhiều. Mà đúng là tham thật, không làm cùng cũng thấy. Bởi vì ngay sau khi mà Xiaomi thành công với phát súng đầu tiên vào năm 2011 thì Lee đồng thời đã tái gia nhập Kingsoft như là một giám đốc điều hành. Và đến tháng 3 năm 2015 thì ông lại tiếp tục rót những khoản tiền bí mật vào một công ty mỹ phẩm Trung Quốc. Và cho đến thời điểm tháng 4 năm 2015 thì ông cùng với Xiaomi đã đầu tư vào hơn 20 công ty khác nhau với hàng loạt những kế hoạch. Cho nên là các bạn hãy yên tâm rằng đại gia Trung Quốc này sẽ còn tạo cho chúng ta khá là nhiều bất ngờ. Từ hai bàn tay trắng, từ một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân và đi làm ở một công ty phần mềm, Lee Jun đã trở thành người đàn ông giàu thứ 8 tại Trung Quốc. Xiaomi vươn mình trở thành tập đoàn smartphone nổi tiếng mặc kệ cái danh Made in China. Thành công này đến từ đâu? Trả lời cho điều này, vị CEO của Xiaomi đã tiết lộ bí quyết và câu nói ưa thích của ông ấy: "Thậm chí một con lợn cũng có thể bay được nếu nó đứng ở trung tâm của một cơn lốc." Mà đúng là như vậy, trong cuộc sống đời thường của chúng ta, dù không vươn đến một cái mục tiêu cao giống như là Lee Jun, thì trong những cái hoạt động đời sống thông thường, mình nghĩ triết lý này cũng sẽ rất hữu dụng. Nếu như chúng ta ở đúng nơi, đúng thời điểm thì các bạn sẽ có thể làm được tất cả. Còn với Xiaomi, giờ đây họ không còn cần một cơn lốc nào nữa, bởi vì họ đã bay lên cao và có đôi cánh của riêng mình. Dù vậy thì bay càng cao sẽ gặp nhiều trắc trở hơn nữa, bởi vì ở trên cao đó thì đã có nhiều đối thủ bay sẵn rồi, và nhiều đối thủ khác ở bên dưới thì lại mon men bay lên trên đầu mình, đạp mình xuống để ở cao hơn. Cụ thể đó là cái sự kiện gần đây khi mà Xiaomi bị Huawei thế chân và lọt khỏi top 5 nhà sản xuất smartphone lớn nhất trên thế giới. Còn những chiếc Mi Fold và Mi Band của họ thì bị chính Johnny Ive nói rằng: "Tôi nghĩ đó là ăn trộm và lười biếng." Tất nhiên là nói rằng ăn trộm của Apple đấy. Mặc dù Xiaomi luôn phủ nhận điều này và danh xưng đồ nhái. Tuy nhiên thì đường còn dài, chưa biết được. Chúng ta hãy đợi thêm một thời gian nữa. Và nếu như mà có biến thì mình sẽ sớm cập nhật cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.